You have a three? So I can video? Two at a time? Hai con tôm hùm. Và mình lại lấy thêm cua nữa. Đây có là sốt gì không? Cua quá trời, không biết ăn con gì. Con này đồ biển là phải có chanh nha mọi người, chanh nè. Tí cơm chứ không, nó xỉu xỉu bây giờ đó. Cái này bữa chụp về nè, về khoái quá. Ê, dĩa, hai dĩa, một dĩa, hai dĩa. Coi chỗ này thì hơi nhỏ nhỉ. Nước ngọt ai uống lắm mà. À cái nĩa đấy. Dễ ngày ở tận này. Đang quay vậy, đang quay vậy chứ không phải chụp mặt đâu. Đeo con này thấy không? Đó. Ủa đàn á sao cua nó đâu có giống đâu, gia đình mà. Đây có ai đây mày không? Ba đó. Ủa bà chưa lấy hả? Chưa, bà chưa lấy. Ốp nha. Ba có ốp nha. Không, vậy có ai lấy đó. Okay. Không phải con. Gì á? Ồ gì? Lấy ăn. Người nào lấy người đó ăn gì? Chấm nước sốt này. Người nào lấy người đó ăn. Ăn xíu cơm vô. Rồi vô lấy xíu dĩa cơm hả? Xíu cơm. Cơm không? Cơm nha. Cơm nước khô đó. Mời sao bà?
mang nước sốt cho nó. Vô đây là phải tấn công tôm hùm. King crab. Con này là con king crab mà cái chân nó như vậy nè. Nó hình nhỏ. Thịt ngon lắm, thịt ngọt thấy à. Wow, thịt nó ngọt, ngọt sợ kìa. Sốt xèo crab. Cái ăn hấp, anh hấp. Này nó chi nguyên con đẹp ghê á. Không mắt. Nó chưa đem, nó chưa đem cái nước cam à. Nước cam cho anh hả? Cua, cua ngon ghê á, cua ngọt á. À, cua ngọt. Nhất định còn tôm hùm nữa. Dứt. Ai mà vô đây mà dị 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 là lỗ đáng chịu. Mỹ quay Mỹ á, nó nguyên một dĩa thì còn chưa thôi. Ok. Cứ ăn ăn đến này. Có đủ cay không? Cay không? Cay không? Em lại lấy cho anh miếng rau với cơm rồi em để xay để ăn xay một cái quen vô đói bụng quá quen. Ok, một con tôm hùm chấm như này. Đây là cua lấy ca thì ăn chứ. Cua Alaska này. Nước ngọt này, nước đây có thành không? Có ai đây? Đây, Úc Bê Rui. Đây có đây có ai? Ở đây có đây còn cúc nữa nè. Cúc không phải cúc của ba chứ cua gì mà gì ấy. Đó, thu đây nè, nước trà. Thành nước trà mà, thành nước trà. Không, rồi bấm cái lâu ba đi. Còn nước làm. Đây. Đây anh cơm không? Sốt chi cơm. Đây này, sốt quả này cái gốc đó. Sốt quả đó. Chút cả. Thấy không? Ở phố thì chưa đẹp. Xong quen đẹp. Bò không? Bò này ngon lắm á. No phố, ok. Để cái, ăn cái này đúng không? Để ăn này á. Chạy ra. Con thứ hai ha. Giờ mình chết con thứ ba. Ăn thịt bò không? Nè. Trứng nè, trứng ngon nè. Nướng rồi. Con thứ ba. Còn mấy con này ngon quá. Cái này cũng ngon nữa nè. Reagan, ask them. See, I have a fort for you. Không nhìn lại rồi. Ok. Raise your fucking hand. Nãy ăn nguyên một con nó hơi nhiều. Hơi nhiều, bây giờ mình cắn ra chứ. Nãy ăn con nó hơi nhiều. Nó dụ. Ok. Nó có biết cái khu Mỹ Hưng mà. Nó đưa sử dụng quá.
bà bỏ lên mèo dầu. Cú mèo rồi, cú mèo rồi. Cú mèo rồi. Cú lò. Nó sẽ ra. Lấy cạnh nha. Đây bà nói. Lý spicy, lý spicy. Lý spicy. Lý spicy. Hà, đạo á. Ăn tí à. Anh nói ăn cơm trắng đi rồi, anh lấy là cơm chiên em. Cơm tra. Cơm trắng cái người ta đứng là ta che, mất là đứng sợ lâu quá. Bỏ mang bỏ vỏ ra sao bỏ ra đây đừng nó đưa mình đây 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 nó lo đủ chuyện hết đó. You don't like that sauce? It's not too spicy. Dày á, mình ở Việt Nam mà nó đồ mà qua đây mấy người nó quấn từ Việt Nam đều nó quấn đồ ăn không. Bỏ vô cái chàng vô mà đậu để cái gì? Nó dính cái chàng này. Không, có em nó rớt lên. Có em bỏ đây. Một, hai, ba, bốn con. Mới vô là rớt gần bốn con thùng liền. Con cua hoàng đế danh dự Việt Nam nói cho mấy đứa nhỏ tao vô chỗ đây nè dẫn nó vô chỗ đây này, hôm nay có một cà bà gì từ Việt Nam qua dẫn ba tới ăn mình ăn ké. Cua ngon không? Cua ngon ghê á. Cua nó ca cua đã ngọt sợi không? Mấy cái nước nó hơi mặn. Ngon, nó biết trong Việt Nam mới qua lúc nào mà nó để nguyên cái càng vậy á thì nó ngon. Mình vẫn chặt ra là nó mặn. Nó để có hai chỗ luôn. Chỗ này, chỗ này, hai chỗ. Chỗ này ngon hơn à. Còn cái chua, ba lấy cái chua mà ấy nó không ngon. Chua ấy là chua gì? Chua thường á. Hả? Too what? It's cold here. Em mình không à? That's your problem, Megan. You don't bring your jacket. Ở đây vậy, em để á. That's why in the morning you gotta bring jacket. Dứt luôn con này. Con này à. Đúng con. Khoan ngay. Để chụp vào cái hình này. Và móc ra cái gạch. Con này giống như cái da nó hơi mềm nhưng nó hơi móc trong miếng gạch. You want some hot tea? Mấy anh get some hot tea. Get some hot tea so you don't get cold. Quá con này nó dở mấy con này nó không con này nó hơi soft. I want the soft ones. Đánh cho Mỹ cuối cùng nhào đến nỗi mà cùng mình ta chưa to. Tôi chưa ăn qua. Đây là. Put that back. À,